Chào các bạn, một thông tin cực kỳ nóng hổi trong tuần này chính là Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu xe gầm cao đô thị Yaris Cross tới khách hàng ở khu vực Đông Nam Á. Lần này, hãng xe Nhật chọn Indonesia làm địa điểm ra mắt và mình dự đoán sẽ không lâu nữa Yaris Cross sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam. Nhanh thì có thể là trong năm nay, còn muộn hơn thì sẽ sang năm sau. Nhưng mình nghiêng về khả năng sang năm sau bởi năm nay Toyota Việt Nam sẽ góp mặt 3 mẫu xe mới, đó là Wigo, Vios và Innova. Trong đó Vios đã có rồi, tới đây sẽ là Wigo. Còn Innova thì thế mới này cũng chuẩn bị được ra mắt ở Việt Nam. Mình cũng đã có một video nhận định nhanh về chiếc xe này, các bạn có thể xem lại ở kênh của mình. Sự có mặt của Toyota Yaris Cross hoàn toàn mới ở Đông Nam Á thực sự là một bất ngờ lớn, bởi thực tế Toyota đã có mẫu xe này và đang bán ở châu Âu và Nhật Bản từ khá là lâu. Tuy nhiên, mẫu xe ở Indonesia khác hoàn toàn phiên bản ở châu Âu do dùng hai nền tảng khung gầm khác nhau. Phiên bản ở Indonesia được chế tạo dựa trên nền tảng khung gầm DNGA cùng loại với Vios, Rise và một số xe khác thuộc thương hiệu Daihatsu, trong khi mẫu xe ở châu Âu dùng nền tảng TNGA-B cùng loại với Yaris thế hệ mới. Mình cũng xin nói thêm là Yaris thế hệ mới này chưa được bán ở Đông Nam Á nhé, xe vẫn theo form cũ. Nền tảng DNGA này được phát triển giữa Toyota và Daihatsu, ứng dụng trên các mẫu xe giá rẻ như là Vios, Yaris, Avanza, Rise, Veloz. Mình cũng xin nói rõ thêm là các mẫu Vios ở đây là thế hệ xe Vios hoàn toàn mới đã ra mắt ở Malaysia và Thái Lan, chứ không phải là chiếc Vios xuất hiện ở Việt Nam vào tuần trước. Mẫu Vios đời mới mà đang bán ở các đại lý Toyota là thuộc thế hệ cũ. Sẽ rất khó để nhận xét chiếc xe nào đẹp hơn, nhưng cá nhân mình thấy Yaris Cross ở châu Âu có thiết kế có phần trung tính hơn bản Indonesia. Mẫu xe ở Đông Nam Á cá tính và có chút gì đó giống với các mẫu xe Toyota ở Bắc Mỹ. Là mẫu xe nằm trong phân khúc đô thị gầm cao hạng B nên Yaris Cross sẽ nằm dưới Corolla Cross và xếp trên Rise. Ở Indonesia, Yaris Cross có hai phiên bản động cơ, đó là động cơ xăng 1.5 lít và phiên bản hybrid. Riêng bản hybrid thì không quá bất ngờ bởi hiện nay ở Việt Nam và Đông Nam Á, Toyota đang có kế hoạch xây dựng giải sản phẩm xe hybrid. Với bản dùng động cơ xăng, Yaris Cross sẽ chia sẻ động cơ 1.5 lít và hộp số CVT với Vios. Nói chung, với nhu cầu đi phố, động cơ 1.5 là hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu này. Ngoài các hệ thống an toàn cơ bản như 6 túi khí, này, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, Yaris Cross còn được trang bị gói an toàn chủ động. Mình thấy có một xu hướng hiện nay ở các xe Toyota là gói công nghệ an toàn chủ động bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe giá rẻ. Điển hình là chiếc Vios mới này, một chiếc xe dưới 600 triệu nhưng đã có các công nghệ an toàn chủ động như các xe tiền tỷ. Lâu hơn nữa là chiếc Veloz Cross, chiếc này cũng khi mà ra mắt ở Việt Nam cũng có hệ thống an toàn chủ động. Đây không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn là món vũ khí để cạnh tranh các đối thủ trong phân khúc. Có lẽ chưa bao giờ phân khúc xe SUV đô thị hạng B ở Việt Nam lại đông sản phẩm và có tính cạnh tranh cao đến như vậy. Có thể kể đến rất nhiều cái tên như là Toyota Corolla Cross này, Hyundai Creta, Kia Seltos, Peugeot 2008, MGZS, Mazda CX-3, Honda HR-V. Trong số này thì Honda HR-V và Peugeot 2008 là hai chiếc xe có giá đắt nhất. Các bạn có thể thấy đa số đều là xe Nhật, Hàn. Riêng Peugeot 2008 và MGZS là hai đại diện hiếm hoi thuộc các hãng xe phương Tây. Do định vị là nằm dưới Corolla Cross và là một phiên bản nâng gầm của Vios, nên giá bán cho Yaris Cross khi về Việt Nam mình dự đoán sẽ cao hơn Vios một chút, nhưng không quá nhiều. Mình nghĩ ước chừng khoảng 600 đến 750 triệu. Đây cũng là một khoảng giá rất dễ cạnh tranh với các đối thủ. Xu hướng phát triển xe gầm cao đa dụng dựa trên các mẫu xe sedan, xe hatchback bắt đầu xuất hiện trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Mình nghĩ là các mẫu xe mới này phần nào đó sẽ cạnh tranh ngược lại với chính các mẫu xe anh em, mà ở đây là Vios và Yaris Hatchback. Đó, vừa rồi là những ý kiến của mình về Yaris Cross. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Các bạn đoán giá xe sẽ là bao nhiêu thì để lại bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.